Mình là Mai, mình có kinh nghiệm 7 năm trong ngành nghề tuyển dụng. Trước đây thì mình làm trong công ty phần mềm của Nhật. Từ lúc mà mình bắt đầu lập gia đình thì mình có nhận ra là 7 năm mình đi làm việc thì mình không có một chút tích góp nào cả. Từ đó thì mình suy nghĩ rằng là mình nên tách ra làm riêng cái gì đó để không có phụ thuộc vào chồng. Khi mà nghĩ là tách ra làm riêng thì mình chỉ có một cái công việc duy nhất của mình từ trước đến nay mình vẫn làm, đó chính là tuyển dụng. Thì mình quyết định là làm freelancer hunter. Nhưng mà thật sự là mình cũng không biết bắt đầu từ đâu cả và cũng không biết làm như thế nào. Thì mình lên cái Google mà mình tìm thì mình tìm thấy Vicatory. Khi mới đầu vào Vicatory thì mình nghĩ rằng đây là một công ty headhunt. Nhưng mà mình lại thấy nó treo giải thưởng rất là lớn. Mình lại có cảm giác là hơi lo sợ một chút, nghĩ là đây có thể là một công ty nó lừa thì sao. Nhưng mà sau khi mà mình cứ đăng ký đại vào thì mình mới được ép vào một cái group cộng đồng. Thì trong đó mình thấy có rất là nhiều người cũng như mình, cũng làm headhunt như mình. Và bắt đầu mình có niềm tin hơn và mình bắt đầu giới thiệu ứng cử viên. Thật ra đây là một sự may mắn. Trong vòng một tháng làm việc mình không nhận được cái offer nào hết. Mình phải nói chuyện với hàng trăm ứng cử viên, mình bị nhận rất nhiều lời từ chối. Trong hàng trăm ứng cử viên đó thì mình chỉ nhận được vài ứng cử viên là nhận lời đồng hành với mình mà thôi. Và nhiều lúc mình cảm thấy là mình rất là tủi thân. May mắn thay thì mình trúng được một cái case từ công ty Grabbank 60 triệu. Khi mà mình nhận được cái thông tin đó thì mình cảm thấy là ô, mình cứ tưởng là cái ứng cử viên đấy bị rớt rồi. Khi mà mình nhận được cái tin nhắn của Recruitery, họ có chúc mừng mình nhưng mà trong lúc đấy mình cũng không biết là làm cách nào để nhận tiền. Thì Recruitery có yêu cầu mình gửi số tài khoản ngân hàng qua, và cho đến khi mà mình nhận được tiền từ Recruitery thì mình mới tin là có thể kiếm được tiền. Recruitery các bạn làm việc khá là uy tín. Bây giờ thì mình chỉ tập trung là nói chuyện với các ứng cử viên và tìm kiếm các ứng cử viên mới thôi. Còn lại tất cả mảng về khách hàng các thứ là có Vicatory lo hết rồi. Ngày trước thì rất là mệt mỏi, ngày trước khi mà mình đi làm mình rất là mệt mỏi trong vấn đề phải đi chăm sóc khách hàng, dí khách hàng. Mệt vô cùng và nhiều khi cảm thấy đuối luôn. Nhưng bây giờ thì không phải lo vấn đề đấy nữa. Một cái vấn đề nữa mình cảm thấy là mình rất là sung sướng, một cái là mình có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn và mình có thể chủ động thời gian trong công việc của mình nhiều hơn nữa. Ví dụ như là mình có thể quản lý các ứng cử viên qua app. Lời khuyên của mình là các bạn hãy tập trung vào việc chăm sóc những ứng cử viên. Khi mà các bạn làm việc công việc hàng ngày, làm hàng ngày thì các bạn sẽ bắt đầu có những sự kiên nhẫn nhất định. Và công việc nào cũng vậy, chúng ta sẽ có khó khăn nhưng mà cần có sự kiên nhẫn thì tất cả sẽ vượt qua. Và những cái gì tốt nhất, nó sẽ kết quả tốt nhất sẽ đến với bạn. Điều nữa là các bạn hãy tập trung vào những cái mảng mà bạn tự tin nhất, vì Recruitery có rất là nhiều những cái job khác nhau.